Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Nguyệt, năm nay 49 tuổi. Và Vân Trang, 38 tuổi. Mình là Thu Thủy, hôm nay mình có đến The Master Việt Nam để làm gói điều chỉnh tăng và ưu gương mặt. Trước đó thì cái gương mặt của mình thì là nó cũng hơi tròn và nó hơi chảy xệ. Da bắt đầu chảy xệ, dần nhất là hai bên khóe miệng bên đây. Sau khi làm liệu trình thon gọn gương mặt thì chị thấy da gương mặt của chị nó có vẻ hơi săn hơn. Mà vừa làm xong thì mình thấy nó săn chắc và thấy nó tốt hơn và thấy tươi trẻ hơn. Sau khi làm xong thì mình thấy cái đầu kia.